Xin kính chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Rất là vui mừng được chào đón các anh chị phụ huynh cùng các em học sinh quay lại buổi chia sẻ trực tiếp ngày hôm nay giữa tôi là thạc sĩ Phạm Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Mỹ, và chị Thúy Vũ, cán bộ tuyển sinh của tập đoàn giáo dục Amerigo, cùng chia sẻ thông tin về quy trình nộp hồ sơ du học tại các trường phổ thông trung học nội trú của tập đoàn giáo dục Amerigo. Xin chào chị Thúy. Cảm ơn chị Hạnh. Tôi tên là Thúy Vũ, đại diện tuyển sinh của tập đoàn giáo dục Amerigo tại Việt Nam. Rất vui được đồng hành cùng với chị Hạnh và các bậc phụ huynh và các em học sinh trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và chị Thúy ơi, hiện nay thì để nộp hồ sơ vào các trường phổ thông trung học nội trú tại Mỹ thì khá là cạnh tranh. Chị có thể vui lòng chia sẻ là cái quy trình nộp hồ sơ để du học các trường phổ thông trung học nội trú của tập đoàn mình ra sao ạ? Cái quy trình nộp hồ sơ trung học Mỹ thì nó bao gồm rất là các bạn học sinh nộp hồ sơ sang bên trường để xét hồ sơ để trường nhận. Sau đó thì các bạn học sinh sẽ được phỏng vấn để xét học bổng và làm các bài thi học bổng theo yêu cầu. Khi các bạn có thư mời của trường thì chúng ta sẽ đặt cọc. Khi đặt cọc xong thì sẽ hoàn thiện tất cả các hồ sơ để lấy được I-20 là cái giấy bảo lãnh của nhà trường về việc cấp visa cho các học sinh. Thì chúng ta chuẩn bị hồ sơ để vào chuẩn bị phỏng vấn để làm visa. Khi có visa rồi thì các bạn học sinh sang trường để đáp cái quy trình của một học sinh nộp hồ sơ vào trường trung học. Vâng, chị Thúy ơi, vậy thì điều kiện cho các em học sinh từ Việt Nam làm thế nào để có thể được nhận vào học cái chương trình phổ thông trung học nội trú của America ạ? Về điều kiện thì nó gồm chia làm thế là điều kiện về mặt điểm học. Trung bình sẽ các học sinh sẽ có từ 7.0 đến 7.5 trung bình môn trở lên, GPA trở lên. Cái việc thứ hai là về mặt ngôn ngữ, đây là mức tối thiểu, là điểm tiếng Anh của các học sinh tương đương với 5.0 và 5.5 trở lên, tùy vào từng lớp học các bạn apply, các bạn nộp hồ sơ. Và một trong những yêu cầu bắt buộc là các bạn phải phỏng vấn với các nhân viên tuyển sinh của từng trường để xem tố chất con người cũng như tính cách của học sinh như thế nào. Thì đó là ba yếu tố để mà xét vào học sinh vào trường trung học của Mỹ. Dạ, cảm ơn chị. Chị Thúy ơi, vậy thì chị có thể vui lòng cho biết thêm là những cái mốc thời gian mà các em học sinh từ Việt Nam nên hồ sơ như thế nào để có thể vào học được những cái kỳ học tại Mỹ? Ở Mỹ thì hiện tại có hai kỳ đó, kỳ mùa xuân và kỳ mùa thu. Kỳ mùa thu thì học sinh sẽ nhập học vào tháng 8, như thế để nhập học vào tháng 8 thì các bạn nên nộp hồ sơ từ tháng 11 của năm trước cho đến tháng 5 của năm học. Còn nếu mà học kỳ mùa xuân thì các học sinh sẽ bắt đầu học từ tháng 1. Thì để nhập học được tháng 1 thì học sinh cần nộp hồ sơ từ tháng 8 cho đến tháng 10 của năm trước để nhập học vào tháng 1 của kỳ mùa xuân năm nay. Dạ vâng. Chị Thúy ơi, vậy thì khi mà nộp hồ sơ để vào học phổ thông trung học nội trú tại Mỹ thì các em cần chuẩn bị một cái bộ hồ sơ gồm những giấy tờ gì ạ? Bộ hồ sơ nộp thì bao gồm thứ nhất là đó là bảng điểm của các con ít nhất là 2 năm cho đến thời điểm hiện tại. Cái thứ hai nữa là điểm tiếng Anh. Điểm tiếng Anh thì có thể là nếu học sinh đã có IELTS hay TOEFL rồi thì rất là tốt. Còn nếu không có thì bên trường có thể tạo cho các bạn một bài test online, nó có tên là LTIS. Thì các bạn kiểm tra xong, sau đó sẽ báo với bên trường, bên trường sẽ báo xem trình độ của bạn tương đương với IELTS và TOEFL là bao nhiêu. Cái điều kiện thứ ba đó là có hai thư giới thiệu của giáo viên, trong đó có một giáo viên dạy tiếng Anh và một giáo viên dạy toán, để xem là năng lực cũng như trình độ của học sinh trong hai môn đặc biệt này là như thế nào. Và passport của học sinh, bởi vì có passport sẽ có thông tin đầy đủ của học sinh và cũng là điều kiện để học sinh làm LTIS nếu như học sinh chưa có IELTS và TOEFL. Thì đấy là các cái điều kiện hồ sơ của học sinh ạ. Chị Thúy ơi, trong năm 2020 thì tôi thấy là chính phủ Mỹ đã cấp ra giấy I-20 điện tử cho du học sinh phải không ạ? Vâng ạ, với tình hình Covid của năm 2020 thì tất cả các cái trường ở bên Mỹ đều cấp I-20 điện tử cho các con qua email. Như thế cái quá trình mà tiến trình làm visa của các bạn rất là nhanh, bởi vì không cần phải đợi thư bản cứng I-20 gửi từ bên Mỹ về nữa, thì khá là chủ động và nhanh gọn. Dạ vâng. Rất là cảm ơn chị Thúy đã dành thời gian chia sẻ về cái quy trình nộp hồ sơ để du học bậc phổ thông trung học nội trú của tập đoàn giáo dục Amerigo trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi, và xin mời xem những nội dung tiếp theo chúng tôi chia sẻ thông tin về chương trình học STEM và nội dung trước đây mà chúng tôi đã cung cấp thông tin về các trường phổ thông trung học nội trú của Amerigo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều. Cảm ơn các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đã theo dõi chương trình.